có đồ gì không? Có đồ gì không? Bên kia. Anh theo bên nào? Bây giờ là trận đấu trường thứ nhất của lâu đài Bikati game 153. Người ta mới bắt được chứ ông, tự nhiên bên kia. Ông hết trơn mà. Giữa hai tay vợt là ông ra ông chọn luôn bên kia thì. Để hai tay vợt là Văn Công Thành và Huỳnh Công Hậu. Đó, đây là đó. Trận đấu thứ nhất. Tôi theo bên kia đá ăn 8 giờ được không? Được không? Vui được không? Hả? Đá ăn 8 theo bên kia đây này. Bây giờ đang 3-1 này. Hai xì. Rồi đá ăn 8 nhá. Tôi nằm bên kia. Em ơi. Cà phê, cà phê. Thắng ơi, thắng ơi, ba luôn đi. Đá đồng đi, đánh đồng đi. Hả? Đang gác đây thì đánh đồng. À, đồng một xị. Ờ, đồng một xị, rồi chơi luôn. Đây cho chấp luôn. Giờ đang là trận đấu thứ nhất của trận đấu giữa Văn Công Thành và Huỳnh Công Hậu. Hai đối thủ này là lần đầu tiên gặp nhau, cho nên trận đấu rất là hấp dẫn. Hai bên đều rất thành là kỹ thuật rất là tốt. Hậu thì với kinh nghiệm thực chiến giang hồ, cái lối đánh nó đa dạng hơn, công thủ tấn công thì thành bén hơn. Đó. Nhưng mà vấn đề là đây là làm sao là bên nào khai thác được nhiệt độ của đối thủ đó. Wow, quả penalty đánh ra ngoài. Tỷ số bây giờ là 5-9 xét thứ nhất, thành giao bóng rất tốt, rất là ngọt. Ôi trời ơi, quả bóng tưởng là thua rồi, Hậu được cứu bóng. 5-10, không may mắn cho Thành những pha bóng vừa rồi. Hai bên qua lại bóng rất hay. Và 11 năm xét thứ nhất, phần thắng dẫn trước tạm thời nghiêng về cho Huỳnh Công Hậu, tỷ số là 1-0. Chúng ta hãy chờ xem xét 2 thì Văn Công Thành sẽ điều chỉnh đấu pháp như nào. Và bây giờ là xét đấu thứ 2 của trận đấu trường thứ nhất kỳ 153. Tiếp tục giữa Văn Công Thành và Huỳnh Công Hậu. Thành cho bóng trước. 0-1. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị Nga ơi, cho xin ly nước trà nha. Ly nước trà, ly nước trà. Wow, ơi. 3-2. Nói chung về đánh giá về kỹ thuật thì nói chung hai bên đều có khả năng và cơ may ngang nhau, như vấn đề là kiên định và lựa chọn cái chiến thuật như thế nào, đó là điểm mấu chốt. Đánh một cách không có kiên định về chiến thuật thì chắc chắn là chết. Rất tốt và tấn công vừa rồi của Văn Công Thành. 3-4. Bây giờ là 4-4. Set thứ hai đã tiếp tục với những cái diễn tiến về điểm nó hợp lý hơn set 1. Không có những cái manh thua lãng nhiều. Hay quá, pha bóng tuyệt vời. Pha bóng rất đẹp của hai tay vợt. 9-6. 4-4. Bảy chín. Vừa rồi là hai quả bóng rất là hay của Văn Công Thành. 7-9, Thành đột cầm giao bóng. 8-9, khoảng cách đã rút ngắn, gần như cả sắp cân bằng rồi. 9-9 5-9 và 9-9 rất hay. Đổi giao bóng cho Hậu, đây là những cơ hội của Hậu khi cầm giao bóng. 9-10. Quả bóng rất ngon rồi, ngay tầm rồi. Và 10-10, căng thẳng. Rất hay, hai tay vợt đã cho khán giả những pha bóng rất là hấp dẫn ngay từ đầu. 10-10, Thành này giao bóng trước. Trời ơi.
ngoài thầy ơi. Chính xác, ngoài không có ngoài. Ngoài không có bon. Ngoài. Đây đây. Bỏ cho đó đi. Bỏ cho đó đi, nhìn lại cho nó từ đâu đi. Không. Không, từ từ. Ơi, đỡ ông ơi trong tay. Đi. Bóng đang luôn rồi. Lỏng đi. Trụng bài quán luôn rồi. Set 2 đã kết thúc rất là căng thẳng ở tỷ số 16-14 với phần thắng nghiêng về cho phần Huỳnh Công Hậu. Và như vậy tỷ số bây giờ tạm thời là 2-0 nghiêng về cho Hậu. Và bây giờ là set đấu thứ 3 giữa Huỳnh Công Hậu và Văn Công Thành.
Bóng nó hoàn toàn nó khác với những người Thành bất ngờ và đã giật ra ngoài.
vậy tỷ số toàn cục tạm thời là 3-0 nghiêng về cho Huỳnh Công Ngọc. Cả ba set đều kết thúc với những tỷ số rất là sát nút. Chúng ta hãy xem chờ đón set đấu thứ tư. Và bây giờ chúng ta tiếp tục với lại set đấu thứ tư của trận đấu trường thứ nhất lô đài Minetti kỳ 153 giữa Văn Công Thành và Huỳnh Công Ngọc. Thành nhà bóng trước không đều. Không hai. Một hai. Trúng tay sao cũng được. Trúng ngón tay là nó bắn dần. Gió bóng cho Thành 3-1. Ba hai. Đã dần rất tốt. 2-4. Wow, quả cứu bóng hay của Hậu và quả đánh rất gói bóng hỏng rất ổn của Văn Công Thành. Tỷ số như vậy là 6-4 set thứ tư. Hậu cầm nhau bóng. Năm sáu. Sáu đều. Hai quả đánh khá nóng vội của Hậu. Tỷ số đã được cân bằng 6-6 cho Thành. Wow. Xui, không may mắn cho Thành phá bóng vừa rồi. 6-7. Bôn rồi, nó bôn rồi. Bay đều. Ta đang ở những set cuối, pha bóng cuối cùng của trận đấu thứ tư. Và cũng là những cơ hội cuối của Văn Công Thành để giành được quyền set đi vào set đấu kế tiếp. 7-8. Tám đều, rất là kiên cường Huỳnh Công Hậu trong những vừa qua. Họ đang bị chấn thương cánh tay. Rất là cố gắng. Và bóng lỏng hành dẫn ra ngoài. 8-9.
Hay quá trời rất tốt và chín đều, chúng ta thấy xét nào cũng điểm rất là sát nút, chín đều và hội hậu có một tí ưu thế hơn là nắm giao bóng hai quả cuối, chín đều. Rất tốt, một pha chuẩn bị và đánh bóng thứ ba rất là chuẩn của hậu. 19 hậu đã có match point. Trời ơi, quả đường moi rất xoáy, quả moi rất xoáy và hậu đã không vào kịp được nữa. Và bây giờ chúng ta lại có 10 đều. Quả một cả cắt hơi nặng hơi. Mười một mười. Mười một đều. Mười một đều. Wow, penalty, vừa quá. Quá vội cho pha bóng vừa rồi cho đội Anh. Lại một lần nữa hậu cơ hội dẫn điểm trước 12-11. Khoan. Ôi. Mười hai đều. Rồi và chúng ta tiếp tục với set đấu thứ tư. 13-12, hậu cầm giao bóng. Một quả giật rất tốt của Văn Công Thành. Điểm số lại được cân bằng 13 đều. Ba cho Thành. Đổi giao bóng. 13-14.
may mắn cho Hậu leo leo lưới và bôn bàn. Và như vậy tỷ số lại là 14 đều. Chúng ta đã có 2 lần 14 đều trong trận đấu ngày hôm nay của hai tay vợt này. Set thứ 2 và bây giờ là set thứ 4. 14 đều, Thành cầm cho bóng. Wow. Mười lăm mười bốn, cơ hội nữa lần nữa cho Hậu. Và Thành đã lập tức là dứt điểm ngay quả bay bóng hở thẳng vào tay. 15 đều. Pha bóng vừa rồi rất hay là của Hậu. Hậu đã chủ động đã lên được ngay từ quả giao bóng. Kết thúc ở mặt quả chữ Y. 16-15. Cơ hội dẫn trước lần thứ tư của Hậu trong lần xét đấu này. Mười sáu đều. Wow. Rất căng, rất căng. 16 đều. Mười sáu, mười bảy. Và 18-16. Như vậy Văn Công Thành đã xuất sắc trong set thứ tư. Tỷ số với tạm thời bây giờ là 3-1, vẫn nghiêng về cho Hậu. Và chúng ta có set thứ 5. Và bây giờ là set đấu thứ 5 của trận đấu trường thứ nhất kỳ 153 giữa Huỳnh Công Hậu và Văn Công Thành. Tỷ số toàn cục đang là 3-1 nghiêng về cho Hậu.